kiều hối đổ về Việt Nam gia tăng liên tục. Theo BBC, Việt Nam được dự báo sẽ nhận được từ 13 đến 14 tỷ Mỹ Kim kiều hối trong năm nay, tăng từ mức 12 tỷ Mỹ Kim của năm 2014. Reuters dẫn nguồn tin từ Ngân hàng Trung ương ngày 12 tháng 1 cho biết rằng nguồn kiều hối sẽ tăng thêm từ đầu tư nước ngoài trực tiếp và từ đầu tư chứng khoán và do đó có thể đem tới số dư là 8 tỷ Mỹ Kim trong cán cân thanh toán quốc tế của cả nước. Kiều hối từ người Việt hải ngoại gửi về nước vẫn đóng vai trò chính trong nền kinh tế Việt Nam, chiếm tương đương khoảng 8% GDP. Hơn phân nửa số này xuất phát từ Hoa Kỳ. Các nước chuyển kiều hối về Việt Nam nhiều sau Hoa Kỳ là Úc, Canada và Đức. Ông Võ Trí Thành là Viện phó Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương cho biết, khoảng 35% tổng số kiều hối được dùng cho chi phí hàng ngày, 16% dùng để kinh doanh và phần còn lại lại được chi cho các khoản mua sắm, trả nợ và chi phí y tế. Các khoản kiều hối được chuyển về thông qua các ngân hàng và phần lớn được gửi về Hà Nội, Sài Gòn và các tỉnh có đông người đi lao động ở nước ngoài. Riêng tại Sài Gòn trong 11 tháng đầu năm 2014, Sài Gòn đã nhận khoảng 4.4 tỷ mỹ kim kiều hối. Theo thống kê chính thức của nhà nước từ năm 1991 cho tới nay, nguồn tiền kiều hối Việt Nam nhận được đã đạt trên 90 tỷ Mỹ kim với lượng tiền đổ về nước liên tục gia tăng, Việt Nam nằm trong danh sách 10 nước nhận được kiều hối nhiều nhất trên thế giới.